Kinh chị vô chia sẻ này. Phải nên chia sẻ mới được á. Sao làm việc gì á, để chị coi nha. Đang làm gì thế nè? Nhà mèo yêu nha, chị nhận thấy không thể em trả lời này chia sẻ. Em gặp mấy chị Hoa Phường này, em bị đen này, bị hứa cái đen này với lái tàm này. Hai chị tà tụi binh nhá. Em bị hư cái đèn như lái tàm mà như nó cái đèn cái chập chờn nhá khách ơi. Đèn nó cứ chập chờn nó khó chịu ghê á. Khách chia sẻ lái và để tương tác với email nhá. Khách chia sẻ lái và để tương tác. Hôm nay nhá mọi người muốn nguyên một kiện da lồn đá chị để tiên khách giá trị 99k nhá. Giá trị 99k nhá khách này, da lồn tuyệt nhá khách ơi, chia sẻ lái và để tương tác lên email nhá. Chia sẻ lái và để tương tác lên này. Chị nào đã chia sẻ link email đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nhé. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ. Thông cảm hôm nay đen hơi xấu nhé, đen hơi xấu. Mà em sẽ sửa cổ sự đen này lại nhé các ơi. Em đang làm gì vậy? Hoàng Nguyễn vẫn rồi. Hello, hello chị em. Tà Vũ Minh nhé, cho chị cái siêu phẩm em. Hôm nay em lai da lồn. Chị mới chỉnh ca, nói chúng là mở ra một kiện và cuối cùng là chỉ để phục vụ khách thôi nhé. Mở ra một kiện và phục vụ khách một đêm không lời nhận, không lời nhận cho khách khi khách chia sẻ lái này, một đêm không lời nhận cho khách khi khách chia sẻ lái nhé. Em cảm ơn chị Tào Tử Minh, cảm ơn chị Thảo Ngọc chia sẻ lái giúp em nhé khách ơi, chia sẻ lái tăng tương tác nhé. Em tắt rồi bác. Hello chị An Nhiên nhé. Hello chị An Nhiên chia sẻ lái giúp em nhé khách ơi, chia sẻ lái nhé. Giá lồn giá 99k. Giá lồn giá 99k cho khách chia sẻ nhé. Tiếp tục chia sẻ và để tương tác lên email này. Có áo da quý xương không chị? Chị Hana ơi, hôm nay em lai da lồn, không lai áo da nữa nè. Thông cảm. Màu hôm nay hơi tối nhá. Hai mươi tám lượt chia sẻ để chia sẻ lên email đúng không ạ? 28 lượt chia sẻ giá luôn cực kỳ đẹp chỉ 99k để chia sẻ và tăng tương tác lên email nhé. Hello chị Thủy Hồi nhé, hello chị Hiện Lê Nhung nhé. Đen tối á, đúng rồi đen hơi tối nhá, tài hữu cái đen á, hơi thông cảm nhá. Máy em chỉnh lại đen, trời ơi. Đen bị hứa nhé các ơi, thôi thông cảm cho mèo nhé. Mà mèo chỉnh lại đen này. Các chia sẻ lại cho mèo nhé các ơi. Chia sẻ lại cho mèo nhé. Đây, giá lô này.
em lên giao lưu nhé, cái đó dạ chị có chị mấy chị cái cho khách chia sẻ lại nhé. Em cần cho chị cái pháo giảm da siêu phẩm đi một cái siêu phẩm nhé. Dạ chị, hôm nay em lên giao lưu, trời ơi màu này đẹp quá. Tuyệt phẩm giao lưu như thế này này, bán cho mọi người giá chỉ mấy chị cái cách tính đó ạ. Màu này 55kg đổ lại mặt đẹp nhé, 55kg siêu phẩm giao lưu. Chia sẻ like và để tương tác lên cho mẹ nhé các ơi. Chia sẻ like và để tương tác nhé. Đã chia sẻ lên cho mẹ, đã chia sẻ kèm số điện thoại. Trời ơi, mẫu này 55kg nhé. Chị nào 55kg này, size M là mặc đẹp rồi này. Đấy, giá luôn này. Mặc giá luôn thì áo tôi đẹp và áo tôi sang chật luôn nhé. Để chia sẻ và tăng tương tác, em cần 200 rồi chia sẻ ngay bây giờ. Vì giá luôn mà giải 99 cái là mọi người thấp hơn giá em rồi, đừng như em để tương tác thôi nhé. Giá luôn mà 99 cái là mọi người biết rồi nhé. Chia sẻ like và tăng tương tác lên cho mẹ nhé khách ơi. Hello chị Lê Thị Thanh Niên nhé, đẹp quá, đông giá nhé mọi người. Xỉ nữa nếu mọi người đủ chia sẻ em sẽ bán pháo 99 cái cho khách luôn, bán luôn pháo 99 cái cho khách khi chia sẻ like, báo giá toàn thị trường luôn, lấy về chỉ để tương tác thôi. Em mong tương tác lại vì lại đến tăng căng bay này, mẫu này đẹp quá. Rồi mẫu này nhé khách ơi, để chia sẻ và tăng tương tác thôi ạ. Báo nhiêu lượt chia sẻ rồi này, gài cổ nóng ghê luôn á. Đây, báo nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ, để em bắt đầu lại này. Ôi, có ai bán giá luôn cho mọi người 99 cái ạ. Chị Ngọc Nguyễn ơi, tối nay không like đâm, tối mai em mới like đâm ấy chị Ngọc Nguyễn ơi. Tối mai em mới like đâm nhá, tối nay em không like đâm. Chia sẻ like và để tương tác nhá. Em cần 200 lượt chia sẻ nhá khách ơi. 200 lượt chia sẻ lên email nhá. 200 lượt chia sẻ chưa có pháo siêu phẩm mà mẹ ơi, chưa có như chị Hoa Phượng ơi, báo cho em đi ra like này nhá. Có pháo thương ấy, tối nay em pháo thương, nhưng mà bảo cùng là pháo lông vũ nhá. Cùng là pháo lông vũ bình thường họ sẽ bán 200 rưỡi nhá. Nhưng em sẽ bán 99k. Hôm nay em sẽ bán 99k cho khách này. Rồi mẫu này nha các ơi, 55kg đổ lại mặc đẹp, giá lồn tuyệt phẩm nha, giá lồn tuyệt phẩm. Lấy mẫu này chuẩn cho mail số 68. 68 kèm số điện thoại nhá. Lấy lên cho mail số 68, đẹp xuất sắc, đông giá 99k nhá. Mọi người kiếm mail đông giá 99k nhá. Lấy lên cho mail số 68. Nhất tím nhá. Rồi một siêu phẩm giá lồn nha mọi người ơi, hàng hiệu nhá, sai. Trời ơi, mẫu này đẹp quá. Xuất sắc luôn ạ. Mẫu này 50kg đổ lại mặc đẹp, 50kg nha mọi người ơi. Chia sẻ lái và để tương tác nhé. Lấy mẫu này lên cho mail số 79. Rất là đẹp luôn. Gió màu nhé khách ơi, chứ hôm nay da lồn cực kỳ đẹp với 99 cái nhé. 50kg đổ lại mặc đẹp, lấy lên cho mail số 79, hàng siêu phẩm. Da lồn nha mọi người ơi, đẹp quá. Lấy mẫu này đông giá 99k đúng rồi ấy, chị Anh nhìn em cảm ơn nhé. Lấy mẫu này lên cho mail số 79, hàng siêu phẩm. Chia sẻ lái nha khách ơi, tăng tương tác và chia sẻ lái nhé, số 79. Không đẹp không lấy tiền, trời ơi giá lồn này. Lấy mặt mẫu giá lồn nhá, chị nào size lớn này, 55-60kg rất là đẹp đấy nhá. 55-60kg siêu phẩm. Lấy mẫu này chuẩn cho mail số 99, đẹp quá. 68 chuẩn cho chị Lê Thị Thanh Niên. Lấy mẫu này lấy cho mail số 99 ha, siêu phẩm 99 nhá mọi người, giá lồn này. Giá lồn ha, tuyệt phẩm 99 đá. Hello chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhá. Đấy, mèo bị hư đèn lại mọi người. Chịu gọi xem lại cho mèo nhá. Rồi, lấy một form da lồn ngắn này. Lấy một form da lồn ngắn, 50kg đổ lại mắt đẹp. Da lồn nhắn ngắn nhá, đông giá 99 đá, đẹp chứ. Trời ơi đẹp quá. Lấy mẫu này chuẩn cho mèo số 10, siêu phẩm là phải số 10 nhá. Đẹp xuất sắc đấy nhá. Lấy mẫu này lấy cho mèo số 10 ha, siêu tuyệt. Số 10 nhá các ơi, 10 nhá, 10 siêu phẩm. Trời ơi tuyệt phẩm nhá các ơi, tuyệt phẩm này. Em phải mạnh cho mọi người siêu phẩm này, giá luôn này. Mọi người thấy mèn tất giá, rất là đẹp luôn. Lóng thật nhá mọi người ơi. Mẫu này sáng quá. Cùng 99 cái cho các cách tính được không? 99 cái này. Mẫu này 60 này. Chị nào cao 65kg cũng được luôn. Còn nắng nha chị Trân Hoa ơi. Chủ cho mèo mẫu này là số mèo lên một vậy nơi cách máy lên sửa mình. Ok chị ơi. Ok. Hello chị Lê Duyên. Lấy mẫu này chủ cho mèo số 77, siêu phẩm nhá. Rồi đẹp quá. Lấy tuyệt phẩm giá luôn đi nhá mọi người ơi. Lấy cho mèo số 77. Chị 99 cái cho khách thôi nhá. 77. Thấy chị Lê Duyên nhá chị ơi. 77 ha, siêu phẩm. 77. Rồi. 77 nhá khách ơi. Rồi lấy một mẫu nhá. Lấy một mẫu tuyệt phẩm giá luôn nam này. Chị nào mới cho chồng này. Trời ơi đẹp quá. Giá lồn nám nha mọi người, 70kg nhá, 70kg. Lấy mẫu này lấy cho mẹ chữ nám. Nám nha mọi người ơi, đẹp quá. Nám nha, nám siêu phẩm. Có cái 50kg cái này á. Đi bột cao đúng rồi. Lấy mẫu này lấy cho mẹ chữ nám. Giá lồn báo đẹp đấy nhá các ơi, giá lồn báo đẹp đấy.
Lấy mẫu này lên cho mẹ chữ Nam. Nam nha các ơi, Nam. Nam siêu phẩm. Chia sẻ lái vào để tương tác nhé. Rồi lấy một mẫu da lộn hàng hiệu. Lấy một mẫu da lộn hàng hiệu cho khách nhé. 60kg đổ lại mặt đẹp nhé các ơi. 60kg siêu phẩm da lộn nhé. Đẹp tím đấy ạ. Lấy mẫu này lên cho mẹ số 60. Đẹp quá. Lấy mẫu này lên cho mẹ số 60. 60kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này lên cho mẹ số 60. Phóng nha mọi người, phóng bao chuẩn đấy nhá. Phóng siêu phẩm. Có nha chị ơi, đợi em một chút nhá. Rồi, lấy một siêu phẩm da lồn lóng này. Lấy một siêu phẩm da lồn lóng. Đây, 48kg đổ lại mặt đẹp tuyệt phẩm. Lấy cho mẹ siêu phẩm nhá. Em cảm ơn chị Lê Duyên nhá chị ơi. Lấy mẫu này nha các ơi. Lấy cho mẹ siêu phẩm. Đẹp nhất đến nhá, siêu phẩm này. Chia sẻ lại giá lồn chỉ 99k cho khách chia sẻ lại. Lấy mẫu này lấy cho mẹ chỉ siêu phẩm. Rồi tuyệt phẩm giá lồn này. Để chị sẵn với tư cân màu đen Nam. Rồi cái này được nhé chị ơi. Size này, size của Nam, size 77 này rất là đẹp luôn nhá. Đây đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi màu giá lồn này. Nhất tím với nhá khách ơi. Lấy mẫu này nha mọi người ơi. Lấy cho mẹ chữ siêu. À không, lấy cho mẹ chữ đen. Một mẫu giá lồn hoặc tuyệt phẩm. Mẫu lấy mẫu này nhá. 65kg lấy cho mẹ chữ đen. Đen siêu tuyệt. Chia sẻ lái nhé các ơi, đông giải chị mới chị ta. Rồi em lấy một mẫu màu xinh rêu. Xinh rêu à, siêu phẩm nhá. Rồi, xinh rêu đẹp quá. Mẫu này là màu xinh rêu nhé các ơi. Đẹp nhất tính lắm. Mẫu này nám mặt đẹp nhá các ơi. Nám mặt rất là đẹp đấy. 60kg, chỗ giúp mẹ chữ rêu. Lấy mẫu này lấy giúp mẹ chữ rêu nhé các ơi. Rêu 60kg. Lấy mẫu này lấy giúp mẹ chữ rêu. Rêu siêu phẩm, rêu nhá. Chia sẻ lái ạ, đông giá nhá. Siêu phẩm chỉ 99k. Lấy cho mẹ chữ rêu. Rêu ăn siêu phẩm. Rồi ai đang xem thì để tương tác và chia sẻ lấy cho mẹ nhé các đôi. Trời ơi đẹp xuất sắc chứ. Mẫu này 65kg nhá các đôi. 65kg chữ cho mẹ số 65. Một mẫu màu da lồn đen. Lấy mẫu này lấy cho mẹ số 65. 65 siêu phẩm. 65 nhá. Màu đen siêu tuyệt. Rồi tuyệt phẩm, lên một màu tuyệt phẩm nán. Trời ơi, gói lóng. Lóng thật nha khách ơi, lóng thật nhá. Siêu phẩm nán nữa nha mọi người, 70kg. Đổi giúp mẹ số 70, xuất sắc. 70kg lên giúp mẹ số 70. Siêu phẩm nán. 70kg lên giúp mẹ số 70. 70 nha khách ơi. Chỉ có đẹp nhất mình giúp mẹ ta nhìn. Lấy một màu hàng hiệu, lấy một màu hàng hiệu cho khách này. Một siêu phẩm hàng hiệu của nữ nhá. Mẫu này 52-53kg đổ lại mặt đẹp chữ giúp mẹ chữ hiệu. Lấy mẫu này lấy giúp mẹ chữ hiệu nhé các ơi. Hiệu siêu phẩm nhá. Đấy. Lấy giúp mẹ chữ hiệu. Hiệu tuyệt phẩm. Hiệu nhé các ơi, hiệu siêu tuyệt nhá. Rồi tuyệt phẩm này, trời ơi. Mẫu này 50kg đổ lại mặt đẹp chữ giúp mẹ số 50. 50kg giá lồn mộng nhá. Lên giúp mẹ số 50. Số 50. Số 50. Rồi tuyệt phẩm như thế này đấy nha các đôi. Rồi đẹp quá. Siêu phẩm, một mẫu siêu phẩm giá lồn nám. Mẫu này rất là xuất sắc luôn. 50-60kg độ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này nha mọi người. Chỗ giúp mẹ chữ nám siêu phẩm. Nám siêu phẩm nhá. Nám siêu phẩm. Ủa sáng ai chuẩn cho ta. Nám siêu phẩm. Nám siêu phẩm nha các đôi. Đẹp xuất sắc. Mẹ ơi mặc lại cái màu nâu lóng được. Nám siêu phẩm. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Chín mấy chín cá nha. Lệ tất cả có ai bàn giao luôn. Dạ chín mấy chín cá nha chị ơi. Đây lóng này. Rồi mịt chụp nhé. Đây siêu sáng luôn ạ. 50 chỉ 6 ấy. Chưa nhìn thấy được phong gần nhìn mình á. 50 chỉ cho chị 6 ấy biết đó. Chị mấy chị trái lắm ấy. Đấy nha chị 6 ấy ơi trời ơi. Nghe mình chút đen nữa hả. Cái lông nhai trái là cái nam á. Em còn miệng nữa.
Em còn không biết luôn đó chị ơi. Cái ná màu kem vừa rồi bị dính gì ở dưới lái với mèo. Để em xem lại nhá. Em còn không có biết nữa. Ồ, bị lụng rồi á chị ơi. Bị lụng rồi, bị lụng rồi. Hả? À, mực ở nhà tái lắm. Là cái nào ta? Em không nhớ luôn. Rồi lấy một màu da luôn, màu hồng này. Siêu phẩm nha mọi người ơi, trời đẹp quá. Màu đen 52kg đồ làm mặc đẹp nhá. 52kg này. Lấy màu đen nha mọi người ơi, giá lồn nhá. Lấy cho mẹ chữ hồng. Giá lồn lấy cho mẹ chữ hồng. Hồng nhá, cái này 99k. Lấy màu đen lấy cho mẹ chữ hồng. Đại lông thế nào đó. Bóng vai thì mới mặc cái đồ bóng vai. Rồi mọi người chuẩn bị em like nè mọi người. Cho đừng like nè. Màu nấu mà, đổi màu đen mà. Hỏi lối đen đừng like nè. Đâu chốt đâu mà. Ý nó hơi xa xa là em quên á. Gần gần thì em còn nhớ chứ con xa quá là em quên á. Không, để cho chị Thủy Hồ lấy cho mẹ số điện thoại. Thì mấy chị cá thứ nhất cách ơi. Em còn biết nữa hả? Không phải, chị 99 ngàn mà lệ tớ tạc thôi mà. 50kg nha cách ơi, 50kg này. Giá lùi mau rẻ phải nha, nhưng cho chị chốt. Còn mau kém không chị? Đây em mới chụp nhé chị ơi, trời ơi đẹp quá. Màu này 99 cá, chụp cho mẹ số 99. 50kg đồ lại mắc đẹp, 99 cá. Lấy cho mẹ số 99. 99 hôm nay do đen hay sao ta? Hả? Ờ 99. Cái gì thủy hô nhé? Mặc là 50 cho chị xem lại với. Ok chị sợ anh. Rồi màu này đẹp quá nhá mọi người. Một màu vẹt nhá. Một màu vẹt 53kg đồ lại mặc đẹp. Chữ chung meo số 53. Giá lồn nhá, cổ lông. Đáy lông này nhá. 53kg đồ lại mặc đẹp. Chữ chung meo số 53. 53 siêu phẩm. 53 nhá hết ơi trời. Giá lồn đẹp như thế này đấy. Mà cách làm gì vậy? Số 53. Có mũ hơn. Màu khó nhìn nữa. Ờ à, đúng rồi. Đang bị lòa lòa vắng chị ơi. Xinh là cái này ok chuẩn cho chị Lê Duyên. Rồi một giá lồn phá giá nhá. Giá lồn này phá giá. Màu này là màu đen nhá các ơi. Màu này màu đen nhá. Rồi đẹp quá. Siêu mùi nhá. Màu này nhá. 55-60kg. Còn 55-57kg chuẩn giúp mẹ chị mùi. Mì sẵn quá mẹ ơi à. Em chạy đến đây là cứ bị lõi ơi là tới đó. Phản sáng 53 chị Thủy Hồ. Ờ à, cái này là chị lấy duyên. 53 là cái cổ lóng em. Ok chị lấy duyên. Lấy màu này chụp cho mẹ chị mùi nhá. Màu vẹt 53 chủ cô ấy chị ơi, chủ cho chị đó rồi, Thủy Hồ rồi. Đúng rồi hả, chị đang bị lọa rắn à, em cũng nhiều nữa, đấy cho chị sợ anh ơi. Em cũng đang nàn đấy, chỉ sửa cái đen xấu với con bố lái là muộn rồi con như thế này đấy. Đây màu này của chị sợ anh này 50 này, 53 chủ cô ấy chị sợ anh ơi. 53 triệu rơi nhá.
Trời 100 cái nhé các ơi. Anh cứ đâm vô nhạc em một chùi cái hình khó chịu này. À để mình xoáy qua lại góc bên đi coi. Cái đèn này thì mình hướng mà hả? Xoay lại được không? Hả? Được không? Mình xoay đèn được hả? Cả 50 đi chị mặc hơn không này. 50 chữ cho chị xấu hết mất rồi. Để em xoay đèn qua phía bên đi coi. À mà cũng được, đèn này nữa thôi. Rồi lấy một màu, màu này là màu xám đó. Một màu màu xám nhé các ơi, một màu màu xám. Thì khách hỏi em em được xả tương kia á. Rồi màu này nhé các ơi. 65 kg, rồi chú mèo số 65. 65 kg lên chú mèo số 65. Em đừng xả tương lên chị. 65, xả tương con ra đó. Không biết nữa ha. Nhà cứ cha này cha cho. Mà cái kem mới bỏ qua đi. À cái đó bị là bể cổ lóng rồi. 65. 65. Kéo mai sạt lại em đừng sạt tương là được đó. Tụi này có bán đâm thiệt kế không shop. Chị ơi để mai em mới bán đâm nha. Rồi em đừng sạt đây hiếp. Hứa ạ. Em cũng không biết trong cái này là đen đỏ cái gì luôn á. Rồi lấy một bộ màu đen cổ lóng nha mọi người. Rồi mà ngày nay là mua đông không lên nhá. Màu này 50kg đồ lại mặc đẹp. 50kg nha các ơi, chuẩn chung bèo. Đừng rửa rõ chị đi hả. Ok em cảm ơn. 50kg đồ lại mặc đẹp à, chuẩn chung bèo số 16. 16 đẹp quá. Cổ lóng khuy xương nhá. Khuy xương bị bể. Khuy xương bị bể này. Rồi, phía xương bị bề một nụt nè. Bán nhá mọi người màu này 80k. Đây, bán nhá mọi người màu này 80k. Chủ chung mèo 80k. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Về chỉ cần thả phía xương đến đây, bỏ lại phía xương đến đây là được nhá. Bỏ lại phía xương đến đây, vì đến đây thì không dùng thôi. 80k. Báo giá kỳ lên 80k. Ok rồi đó. Đang cứ chấp chân gì á. 80k. Đẹp xuất sắc. Rồi lấy một màu da lồn phóng ngắn nè. Da lồn mộng nha các ơi. Màu này nhá 48kg đồ lại mặc đẹp. Chủ giúp mèo số 48. Đẹp quá. Phóng này, phóng ngắn này. Tụi này có lái vải không em? Chị ơi, để mai em mày lái vải nhá. Để mai em lái vải sớm. Đêm mai 8 giờ nha mọi người ơi, đổi 50 lại. Đổi lại 50 đi em, là cái nào chị xảo nên chị không lấy 50 đi, em xả ra nhé. Rồi lấy màu này chủ dung mèo số 48, đẹp quá. Xả đi em. Số 48, đẹp quá. Mai em lái vải nha mọi người ơi. Mai em lái vải, chứ đó 8 giờ đến nhé, 8 giờ. Em sẽ lái sớm hơn. Rồi siêu phẩm nha mọi người. Mẫu này nhá, 53kg. Cao cao thì 55kg được nhá. Lấy mẫu này chủ giúp mẹ chữ siêu phẩm. À lấy cái cổ lông này đổi lại cho chị Sáu này đó. Lấy mẫu này lấy giúp mẹ chữ siêu phẩm. Siêu phẩm nha các ơi, siêu phẩm. Ờ, cái nó mặc là auto luôn, phải lên lắm. Thì nói rồi, chị nói bề một nút rồi mà. Ờ, tặng lên cho ha. Lấy mẫu này chủ giúp mẹ 48 chị giá bùi. 48 cái giá luôn ngắn đấy. 99 cá thôi nè. 48 mình chỉ kéo á. Dạ không em lo chưa vấn đấy chị ơi. Trời ơi. Xíu sáng nha các đời. Mẫu này 55-57kg đồ lại mắc đẹp nhá. Ok rồi chứ chị ơi.
Lấy mẫu này nha mọi người, chuẩn giúp mèo nha. Trời ơi, cái lóng này. Lấy mẫu này giúp mèo số 90 48 là cái màu nấu bo đó. Ở chị kéo ra. Lấy mẫu này giúp mèo số 90. Đẹp quá, 90 nha các ơi, 90. Đừng đấy ăn như ai mình chứ. Đùng đùng sau góc. Ờ, giống như ai đập sao chị á. Đập sau lưng chị á. Rồi, siêu phẩm nha mọi người, đẹp quá. Màu này còn xá lơ luôn nhá. Ờ. Màu này còn xá lơ bá mở luôn nhá các ơi. Lấy màu này nhá. Trời ơi. Giúp mèo số 86. 86 ha, siêu phẩm. 86 này. 90 chị giá mùi. Lấy màu này lên giúp mèo số 86. Trời ơi, cái lóng siêu phẩm luôn đấy chị giá mùi á. Lấy màu này lên giúp mèo số 86. 86. Lòng hơn, sướng hơn. Có chứng thư cái mèo ơi em một nữa đó. Mèo ơi mặc lại số 65 của Nam đi em. Chị Hằng, Huyến, Hằng, Huyến ơi. Để em một chút xí này em lái lại vòng nữa nhá. Em lái từ từ cho cái. Em lái vài ngày kể của em chắc hứa quá. Nó tét một tay đến cái lông mới ghê nhá. Rồi lấy một màu bấm bơ này. Một màu bấm bơ này. Của lát này. Cái này nó dài nhá, dài phải giá. Rồi đẹp quá. Cái này đẹp này. Ha. Màu này siêu dễ thương luôn nha khách ơi. Đây, màu này này chị dài nha, hai tay này là dài nha khách. Màu này nha khách ơi, cáo cáo nhá. Nắm mặt á. Nắm mặt là đẹp hơn nhìn mặt nhá. 60 ký đổ lại. Lấy màu này chuyển cho mẹ chuyển nam. Lấy màu này cho mẹ chuyển nam. Chị nào phó mùi vui mặt cũng đẹp với nhá. Không được mặt cũng đẹp chứ. Nắm nữa đều mặc được. Nắm nữa đều mặc được. 60. Nhìn ngọ màu cũ không em? À, siêu cũ siêu. Không là cái 60 là cái nào ta? Không, dây kẹo là 48. 90 là của lon 60 là cái nào ta? Đó. Mới á, 60 là cái màu đó ai mà nở ra chi? À màu chi đó? Bia xanh xanh. Bia xanh xanh nha. Không cũ nha chị ơi. Rồi đẹp quá, lên nè. Siêu phẩm nha mọi người, siêu phẩm này. Mỗi cái trong này, nhưng trong là phải xoạm xé to lắm á. Trời ơi, toàn áo nám này tới. Toàn áo nám về không nà. Màu này báo mở lớn nhất các ơi. Trời như mê chuyển nám, nám này chắc phải 75kg nhá. Lấy màu này lấy như mê chuyển nám. Nám này to cực kỳ luôn này. Nám. Cái lông tay cổ ý. Cái đó 90 nha, ra 60. Cái đó là số 90 mọi người ơi. Cái cổ lông nó xíu. Cái em chụp anh. Cái em chụp anh. Mới à. Rồi màu này nha các ơi, đẹp quá. Màu này báo mở luôn nha các ơi, đẹp xuất sắc. 60-65kg siêu phẩm. Chủ giúp mẹ chị siêu phẩm. 60-65kg lấy giúp mẹ chị siêu phẩm. Siêu phẩm nha các ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm nha. Có màu hồng phóng chí mèo. À, em ứng một kiện về lễ tương tác với khách thôi à. Nên số lượng rất là hàn một kiện mà à, mà em à, lấy ra được mấy cái thế. Đó mấy chữ lá đây đó, con được ba bụng tải này là hết hả? Rồi màu này nhá các ơi, đẹp xuất sắc luôn nhá. Nhưng mà cái giá ở đây lột này, bán cho mọi người, cái này rất là đẹp luôn. Mặc cũng bùi này, bán cho mọi người màu này 50k. Lấy như mèo 50k giá lột nhá mọi người, giá lột này. Để bị lột đấy nhá. Nhưng nó rất đẹp luôn nhá. Để bán cho mọi người màu này 50k. Má về cho chơi nhá, má về đi chơi nhá. Áo tôi sang chật này. Ê, 50k thì chị để chị mặc được chứ ha. Mua 18. Mua đã 18 rồi mà. Nè, tôi để mặc đi. Mặc đi cũng đẹp mà. Ê, vâng. Rồi màu này nha các đôi rồi, mình lấy một màu hoa hoa dễ thương lắm này. Hoa hoa dễ thương cổ vẹt nhá. Hoa hoa dễ thương cổ vẹt. Trời ơi đẹp quá. Màu này nha các đôi, 60kg nhá. Đây mấy bố lớn tuổi thích làm này tua rua này. Chủ giúp mẹ chị tua rua. Tua rua, chú ta chị lấy duyên lấy dự. Lấy màu này lấy giúp mẹ chị tua rua. 50k chủ cho chị lấy duyên. Lấy màu này lấy giúp mẹ chị tua rua. Bây giờ chốt rồi mà.
dễ thương ha. Rua rua. Rồi màu này nha mọi người ơi, cho chị kha kha. Em biết này, màu này phỏ phỏ thôi, về đứa này nắm mấy tay. Chị lấy lại số điện thoại em vậy nhá. Rồi màu này nha các ơi. Ờ 50 ngàn. Má thích tròn à. Rồi màu này mình lém nha các ơi. Đây mặc rất là đẹp luôn nhá. Để từ thiền đi. Cái này từ thiền đi. Cái này nữa này. Cái nào không bán được em thì hết. Bán này vui hả? Rồi đấy nha các ơi, trời ơi đẹp quá. Màu này, nhưng mà màu này cũng tỏ quá rồi. Màu này tỏ nha các ơi, tỏ lắm nha. Đúng rồi, đang toàn tỏ đó. Em nào ốm lỗi nha các ơi. Tỏ này về chắc mọi người bóp lại quá. Bán lộ luôn nha các ơi, bán lộ luôn nha. Tỏ quá nhớ em lừa lừa luôn này. Màu này nha các ơi, phải 65kg á. Màu này 65kg, cá cá là 70kg luôn á. Bán nha mọi người, màu này 70k. Mua cho bà mặc nha mọi người, ống bá rồi cả kiểu á, đẹp lắm. Giá luôn thì bá đẹp rồi. 70k lên cho mèo 70k. Đẹp không? 70k. Chỉ lấy dơ cái mua đỏ em nữa. Để em được cái nào mà cảm giác không bán được á, là em bỏ ra hết. Còn cái nào bán thì em sẽ bán nha mọi người nhé. 70k màu này rất là đẹp luôn nhá. 70k má mở luôn nha các ơi. Rồi đây bà chị đi bên chua á, rồi tiền luôn á. Rồi màu này bà mở luôn này, màu này thì mở lắm nhá các ơi, mở tính luôn nhá. Màu này nha mọi người ơi, 65kg đồ lại mặc đẹp, chỗ chúng mèo này 99k, chỗ chúng mèo sửa 99. Bà mở luôn á, bà mở luôn nhá các ơi. 65kg đồ lại mặc đẹp, chỗ chúng mèo sửa 99. Thì này em sẽ đăng lên sổ chỗ tham với em ạ. Màu này báo mở đó này, sổ 99, đẹp xuất sắc. Em gái này chị lấy duyên sổ 99. Xếp mấy ai ra rồi, bỏ xếp trước. Còn 45 cân để em coi nữa nhé. Rồi màu này phong bừ nha các ơi. Phong ai mà to mà mặc mũ cũng tên mình đã ngọt be chị. Rồi đấy nhá khách ơi, màu này em chùa rất là đẹp nhá. Đây 57kg đồ lại mặc đẹp, chủ giúp mèo số 57. 57kg chủ giúp mèo số 57. Quay lại hả? Đúng rồi, chị lấy chuyện hiện ra 1 kiện mà em lừa được mấy chục tải chứ mấy. Là mọi người biết bán nha, chứ em lừa rất là kỹ luôn. Đấy, giá thấp lên coi như thế này đây. Lấy màu này lên như mèo số 57. Bán đi giá rẻ, lừa hàng thì kỹ. Số 57. Toàn sái nắm thôi, đúng rồi chị ơi, cái này mà mua cho chồng đi. Rồi, đẹp chứ. Mới tính lên nhà luôn này là cực kỳ đẹp. Rất là đẹp luôn mà bạn, 99k. Mọi người nghỉ một kiện, họ lừa là lừa hết nhá, họ lấy là lấy hết. Em lừa rất là kỳ luôn nhá. Hôm qua chị chụp ảnh gửi mà xem cho giá mạo lông mịt, rất mà thấy không thấy phản hồi. Chị Nguyễn Nhung ơi, sao chị ơi? Chị gần đến là chị nhắn với nhắn từ cái lái tế của em thế này, em nói cái gì thì chị điền trực tiếp đấy nhá chị Nguyễn Nhung ơi. Rồi mẫu này siêu phẩm nha mọi người ơi, siêu phẩm của siêu phẩm. Mà em còn ở trên lái là chị còn ở thì để em bán cạc lại nhá. Bị cái này nhá, là ở lớp trống nha chị ơi. Ở lớp trống hôm đó chị có comment ngay trên face em luôn. Đấy, nói ngay trên tương em luôn. Em cũng nói trả lời rồi, chị không nợ thì chị không phản hồi. Giờ chị gửi vô kênh cả em làm gì à chị ơi. Màu này nha mọi người ơi, phong bùi cực kỳ luôn nhá. Chị mới chỉnh cái chụp giúp mẹ chị bùi. Mặc lại em màu 68 rồi à. Đợi em một chút em lái quá lại vòng nữa. Chị nào thích chỗ thì chỗ nhá, vì em bán rất là rẻ rồi. Lấy màu này lấy giúp mẹ chị bùi nhá các ơi. 99k lấy giúp mẹ chị bùi. Không tin là chị Nguyễn Nhung có comment thẳng lên tương em cũng trả lời trực tiếp cho chị Nguyễn Nhung đó này.
mà không giải quyết cứ hở là vào vào là lá là nói nhá. Lấy mẫu này lấy như mèo chữ bùi bùi em nói rất là lớn trống. Chị chúc lấy đó rất là trống thì em chuyển khoản lại cho chị đã làm giúp em tiện thôi. Nhưng mà khó khăn như vậy bùi chị lấy duyên. Nhưng mà khó khăn làm khó em như vậy trước mẫu này nhá mọi người. Đấy cái mà xả ra là bạn nhất nữa bạn cho mọi người mẫu này 50k 50kg đủ lại mặt đẹp 50k bạn cho chơi thôi nhá. Lấy mẫu này lấy như mèo 50k đấy. Lấy mẫu này lấy như mèo 50k cái nào không được là em bỏ ra làm nữa đâu nhá khách ơi. Lấy mẫu này lấy như mèo 50k nha khách ơi. 50k cái nào không dám nhá. Rồi cái 50k nó có một đẹp quá. Cho chị xem lại cả màu xám. Để em một chút nhé chị ơi. Rồi mẫu này đẹp quá. Em ra nữa cho khách khách xem nữa nhé. Cũng là form này. Form này đa số nhé mọi người ơi. Form nam mặc thì đẹp hơn form nữ nhé. Mẫu này nhé khách ơi 65kg đến 65kg nhé mọi người ơi. Rất là đẹp luôn nhé. Mua cho chồng này. Chủ giúp mê chữ nam giá 90. Nam giá 90 chứ cái này mày form to hết mà mới quá. Em sẽ bán giá rất là rẻ cho khách luôn nhé. Lấy mẫu này lấy như mèo số 90k thôi. 90k. Chia sẻ lại trở lại trang bài chứ bây giờ không có người luôn. Lấy mẫu này lấy như mèo số 90 nha khách ơi. 90k số 90. 90k số 90. Hả? Rồi, siêu phẩm nha mọi người. Mẫu màu xám này. Trời ơi. Sao không có ai mua cho chồng hết á? Thôi là em của nam rồi em chạy như nam này. Nam siêu đẹp luôn nha khách ơi, nam này. Màu này là màu xám chuột nha mọi người, màu xám chuột nam này. Nam 65. Đấy, con nám ra to nha mọi người ơi, 67 57 kg nha mọi người ơi. Ai lấy mẫu này nha mọi người ơi, bán cho mọi người nhá. Chị Nguyễn Văn Vui ơi, có nhưng mà già chưa vào mua nên em chưa lái nè, không lái được già. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, trời ơi bán cho mọi người mẫu này 88k. Chuẩn giúp mèo 88k lấy giúp mèo 88, rất là đẹp đấy nhá. Trời ơi, nhìn đi nha khách ơi. Cảm nhận cái giá lồn rất là sướng luôn. 88. Cái chị bé nó nói là cái gì ta? Chị cũng chẳng biết nữa. Ôi. Đây, siêu đẹp nhá. Nguyễn Nhung là rệt ý, muốn nói sang sang thiệt. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Trời ơi, siêu phẩm vừa siêu phẩm này. Em có đọc sổ kỹ á chị Hàng Huyến ơi. Màu này là màu gì ta? À mẫu này bị lủng một lỗ nhá, mẫu này bị lủng một lỗ rất là đẹp luôn mà bị lủng một lỗ ở đây này. Bán cho mọi người 50k. Bán cho mọi người 50k, 88 bao nhiêu ký? À 88 là 65 67 ký nha chị ơi. Lấy mẫu này cho giúp em 50k. 50k siêu phẩm của nám nha, 50k. Bị lủng một lỗ ở đấy nhá. Đấy, thôi đừng nữa, không bán luôn, phải bán luôn. Không bán mẫu này nhá khách ơi. Mẫu mấy à? Trời ơi. Dạ thấp lên xong rồi bỏ thêm nửa tiền nữa nhé khách ơi. Rồi lấy một mẫu màu đen nữ nhé. Một mẫu màu đen form nữ. Highlight sao ta. Rồi mẫu này nhé khách ơi, rất là đẹp đấy nhá. Mẫu này 50kg đổ lại mặc đẹp 99k này. Chuyển cho mèo số 50. 50kg đổ lại mặc đẹp 99k. Lên cho mèo số 50. Lên cho mèo số 50 nhé. Số 50. Đấy, đẹp chưa? Lấy mẫu này nha mọi người ơi, lấy giùm em số 50 nhá, số 50. Số 50 siêu phẩm, số 50. Không vào nữa hả chị, rất là ít luôn. Số 50. Mọi người thấy chưa, bạn muốn rất là khó chứ phải là ai cũng bạn muốn được đâu ha. Ôm về xong chứ vất một mớ tiền nhá. Đâu phải dễ đâu. Lên già đi mèo. Ít nữa quả em lái được luôn á. Em lái bên trang cá nhân của em đi, lái trang bài không lái được luôn á. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, 70kg đổ lại mặt đẹp, cá 75kg lông thịt nhá. Đấy, siêu phẩm, chuẩn như mẹ chữ siêu phẩm. Lấy mẫu này lấy như mẹ chữ siêu phẩm, rất là đẹp luôn. Màu nấu nha các ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm. Siêu phẩm nha các ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm của siêu phẩm. Rồi mẫu này mọi người xem lông này. Trời ơi đẹp nhất tính đấy. Nếu mày cải phóng nhỏ chị.
Chị chắc là chị đánh ngoài tiệm bỏ lại thành phong nhỏ quá. Rồi màu đen nha mọi người, 99 cá này lông thịt rồi. Lấy màu đen cho giúp mẹ số 99. 99 nha mọi người. Hello Thủy Vinh. Lấy màu đen lên giúp mẹ số 99. 99. 99 nha mọi người ơi. 99. Thôi em nghỉ nha khách ơi, em nghỉ đấy. Em nghỉ nha khách ơi. Rồi màu đen nha mọi người ơi. Một màu sáng hàng hiệu 99 chị Nguyễn Song Thư. Đẹp quá. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Màu này sáng 105. À, 99 là của chị Lê Duyên nhá. 99 là của chị Lê Duyên. Lê Duyên hai lần nè. 99 là của chị Lê Duyên này. Ờ, đó, đợi em lựa thêm máy này nhá. Tại chị Nguyễn Song Thư. Nguyễn Song Thư kèm số điện thoại 6599 nè. Đó, đây chị coi nè. Ủa, trong hai mạng nhảy hai kiểu đấy ta. Bên máy lái trên máy này thì đây. Nhưng trên máy này là chị Nguyễn Song Thư trước này. Nè. Nhưng bên máy em lên bên kia thì nhà 99 xong lên số điện thoại. À, nhà số điện thoại xong lên 99 bên đi nè. Rồi để mình 99 bên đây. Xe này, xe cầm. Em sợ lắm hả? Rồi màu đây nha các ơi. Hai máy cho hai đường là thấy hơi phiêu phiêu rồi đó. Rồi đẹp quá, màu quần nám nó mà ghê chứ. Ai lại màu này chị giúp mẹ chị nám. Nám nha các ơi, nám. Nhưng mà máy bên kia là của Nguyễn Song Thư trước. Nguyễn Song Thư chị lấy Duyên ơi. Lấy màu này lấy giúp mẹ chị nám. Nám nha các ơi, nám. Nám siêu đẹp nè em. Chị Nguyễn không sống thứ còn như cả đó cho chị lấy Duyên không kìa. Gì vậy? Ồ, có hai cái lọt trong đây nữa. Ủa là máy cho chị nói cái nơi đó hả? Lột mắt. Hả? Lột mắt. Ờ, nó gắn cái này nè. Không lại nữa, lại cái gì đâu. Nám đó phải 75 cân mà vừa nha chị Nguyễn Thị Vui ơi. Nguyễn Văn Vui hả? Kêu chị mà tên Nguyễn Văn Vui là khó chứ. Màu đây nha mọi người ơi. Dạ để máy chị Nguyễn Song Thứ và Như thì em như quá chứ nhá. Rồi màu này 50kg đổ lại mặt đẹp 99k, chuyển cho mẹ chuyển đen. Đen 99k, lấy cho mẹ chuyển đen. Lấy màu này lấy cho mẹ chuyển đen, đẹp quá. Đen 99k, không nhai chơi lâu mới được cái. Lấy màu này lấy cho mẹ 99k chuyển đen nhá, đen. Đen. Xinh rêu vừa rồi mẹ kỹ mèo. Xinh... Xinh đẹp vừa rồi là một màu hàng siêu phẩm. Size của nó là size 100, size lớn nhá, size. Dạ. Đây. Size 100 hàng siêu phẩm này. Cái này nha mọi người ơi, xuất sắc của nam. Toàn áo nam hàng đẹp hết đó. Rồi màu này của nữ nha mọi người ơi. 55kg chuẩn giúp mẹ số 55. 55kg lên giúp mẹ số 55. Xếp đâu cái bàn, đâu kiếm mà máy không có nữa hả? Số 55. Rất là đẹp luôn. Số 55. Đẹp quá. Hỏi thôi mà, đâu có chốt đâu em. Có là số 1. Của nam, không chốt đâu. Dạ đúng rồi chị ơi. Em buồn thất quá trời ơi. Gì vậy? Đây. Lấy một pháo nha mọi người, bạn pháo 99 cá lên.
Quạt ghê hả? Đúng rồi chị ơi, trúng một, nói chung là không có gì luôn á. Mọi người thấy khổ. Xong không có một cái gì luôn á. Nó bán được đâu? Không bằng đủ tiền ship em ra nữa. Mà bằng đủ tiền ship xe ra từ từ Gia Lai ra Quảng Trị nhá. Bằng đủ chuyện ship xe thôi nhá. À mô lấy được tiền ship xe chứ không phải là lấy được lời nhá. Lấy được tiền ship xe thôi. Vui ghê á. Rồi mẫu đây nha mọi người, 50kg. 50kg nha của nữ, chỗ cho mẹ chỗ nữ. Nữ 99k. 50kg của nữ, lấy cho mẹ chỗ nữ. Em cũng đợi mãi mà không mua được hết. Ai à, em không biết bán gì luôn á. Nữ. Nữ 99k. Dạ đúng rồi. Cái này là thịt lên mắt rất là sướng. Mai em chặt ứng lái lên mà lên phao không thể em hả chị, lên phao hả? Lên phao. Rồi đấy, có cái pháo nhỏ nha, màu đen này cũng đẹp, 99k. Pháo này phóng nhỏ 50kg lại mắc đẹp, chuẩn cho mèo pháo 99. Pháo 99 nha các trời, phóng nhỏ nhá. 50kg lại mắc đẹp, lấy màu này lấy cho mèo pháo 99k. Pháo 99k nhá. Đẹp quá. Các ký à, các ký. Các ký con một cải quá nghe. Con một cải các ký đẹp lắm. Mà mua ai mua rồi hả? Cái ký mua rồi. Cái ký mua rồi. Các ký đẹp không? Bao nhiêu? Mấy? Cải mau nấu dặn ảnh. Thì như bạn thôi chứ, nấu dặn ảnh là bạn thôi chị ơi. Em buồn mọi người quá. Thôi em nghỉ nhé các ơi, nghỉ đi. Thế là gì đây? Là cái gì đây? Em không biết là cái gì hết nha. Ồ, có giá đồ này đẹp à. Có giá lô nám ai chứ toàn giá lô nám anh Trân Hoàng ơi. Rồi mẫu này nha mọi người, 99k một cái vẹt này, vẹt siêu phẩm này, 50kg lại mặc đẹp, giá lô mẫu nhá. Rồi chúng ta chỉ giá lô 99k. Nói chung là chán quá, không biết nói gì luôn á. Xả cái 68, đỡ cái 68 chị Thánh Huyên ra đấy chị xả. Đúng rồi ấy, chị ơi Thanh Nguyên má. Thấy không? Siêu gì đó. Giá lô này siêu đẹp luôn nha các đây. Đây, em xả cái này nha khách ơi. Dạ. Rồi mẫu này nha mọi người, 55kg lại mặc đột, giá lồn chỉnh chỉnh cho chị Vui Nguyệt rất là đẹp luôn. Lấy cho mèo số điện thoại. Mẫu này nha mọi người, sẽ xà lên bán cho mọi người 80k này. Lấy mẫu này cho mèo 80k. 80k. 80k nha các trời, rất là đẹp luôn nha, giá lồn này. Lấy mẫu này 80k này. Trời ơi, đẹp quá. 80k. Sao mới này sao bài máy như rất là nhiều lắm mà có ai chụp đâu chị ơi.
Muốn màu đen hay màu gì nè? Chị ứng màu gì em lại màu đó. Giờ xem. Nữ chị biết không ơi, nói chung là không được cái gì hết rồi à, không được cái gì hết rồi, đủ xe ra đi chứ, đủ tiền hàng chứ, có tiền hàng nhé. 80k chủ cho chị Nguyễn Văn vui lên như mail số điện thoại, 80k chủ cho chị Nguyễn Văn vui lên như mail số điện thoại. Mẫu này 53 kg đổ lại mắc đẹp, chủ cho mail số 53 của nữ nhá. À, chị ạ, nữ mặc lại chị sẽ cải giá luôn, nữ là cải 80k nữa. Ê, nữ cái nào nhiều cả lắm rồi, lấy mẫu này nhé khách ơi, 53 kg đủ lại mắt đẹp, chỉ giúp mẹ số 53 chốt đơn lên số điện thoại nhé. Rồi bạn nhớ cho không rồi nhé, lấy mẫu này lên giúp mẹ số 53. Ok chị Nguyễn Văn vui nhé, ấn nữa và ấn nữa, ấn nữa số 53. Em muốn gọi chị Nguyễn Phương ơi. Mấy cái là cái dễ cuốn đó. Đó. Cái họ xả đá. Không. Nữ cái chính chị nét chuẩn mất rồi. À nữ cái chính chị Vũ Nguyên không lại hả? Chị Vũ Nguyên nói lại cái chính chị đi ăn chuyện nữa nha chị Vũ Nguyên ơi. Chị Vũ Nguyên nói lại chính chị đi lấy giúp mẹ à, thì em chuyển qua cho chị Nguyễn Phương nhá. Rồi mẫu này nha mọi người, rất là đẹp luôn nhá. Màu này nám 70 kg đổ lại mắt đẹp nhé. Chỉ giúp mẹ nám. Nám 70 kg báo mở luôn nhé các ơi. Đây. Lấy màu này nhé mọi người ơi. Lấy giúp mẹ chữ nám. Nám siêu mới. Nếu cái chị chị Vũ Nguyễn giá luôn mộng đây chị có. Lấy màu này lấy giúp mẹ chữ nám báo mở luôn nhé mọi người, 99k. Trời ơi. Nhất tím cho cái này nhé, ra ngoài đạp lại hai đường nếu ai rộng chất á. Mặc áo tú sang chật. Em đảm bảo luôn ạ. Rồi cái này nha chị ơi. Đây giá luôn đi cho bà chị 9.000 mà con chế nữa em sợ lắm mà. Rồi mẫu này này, mẫu này này. Đây. 99k chủ cho mẹ chị giá luôn, nám chủ cho chị Nguyễn Song Thư. Báo mở luôn nha chị Nguyễn Song Thư ấy, đẹp xuất sắc. Đây, 99k, lấy màu này lấy cho mẹ chữ giá lồn, chị Nguyễn Văn Quý Sáu này. Giá lồn, đẹp quá, giá lồn mỏng này. 99k thôi này, trời ơi. Em lấy kình này dê lắm, có gì trớn nhớ thôi. Giá lồn. Có thể thêm một bao khác mà. Tiết kiệm hả? Đáng có tiền rồi á. Bán luôn tiết kiệm luôn. Ghê thật, ghê thật. Rồi sạm nha mọi người ơi, sạm này. Lấy một màu màu sạm này trống này. Mọi người thấy giá luôn trên lóng sưởng. Có sưởng ạ. Đây, mua cho chồng, mua cho bộ chồng nhá, mua cho bộ mình nhá. Rồi đấy nha khách ơi, màu này là màu sạm nè. Sạm to như đây. Màu này thì nhỏ hơn một xí nha mọi người ơi, 65 cân. Rồi giúp mẹ số 65. Nám 65 cân này, siêu đẹp nhá. Giá luôn này màu sạm. Lấy giúp mẹ số 65. Lấy như mèo số 65, đẹp quá. Lấy như mèo số 65, 65 nha khách ơi, 65. 65. Siêu đẹp đấy nha khách ơi. Chị Tết Dương là còn một tháng nữa là Tết con. À hả? Vậy là còn một tháng nữa. À hả? 65 gì mình sống thương. Thôi cho mình thay bị khớp. Có mắng tố không chị? Chị Lan Hương ơi, không có mắng tố nhé chị ơi. Trời đẹp quá. Mọi người xem. Nữ 57 kg nhé. Chị nào to to 60 kg được nhé. Mua cho mè này. Lấy mẫu này lấy cho mè chữ mè nhé mọi người ơi. 57 kg. Thôi chắc em nào em 57 kg. Thôi em không ra đường. Lấy mẫu này nhé mọi người ơi. Mua cho mè nhé. Thôi chị ra luôn chị nhìn sơ mắt nha. Em xả rồi nha chị Vui ơi. Đây, lấy như mẹ dùm mẹ nha mọi người ơi, chị mới chị cá. Trời ơi, mang mua đóng không lên nhá, mẹ muốn ở bắt rồi rẹt lên mắt được tôi nè. Mẹ em giờ đi đường rồi phải mắc giá luôn rồi nè.
mọi người xem này. Là một mẫu hàng hiệu nhá, hàng giờ tạch giá này. Ghê. Ủa chị Huyền ơi, em mặc cái giày giá lớn lên mà chị không trả lời mà. Mặc cái giá lớn mẫu lên chị không trả lời mà. Trời ơi, cái này đẹp xuất sắc. Nút ba con mới như thế này luôn nha khách, nút con mới như thế này. Em mặc lên mà chị không mua mà, người ơi. Đây, rất là đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc lắm. Chị chỉ mấy chị ngàn. Khách nghĩ sao vậy? Em nói mà chị không có nghe. Đâu có chị thấy. Thì cái giá lên mong đó, nữa cái giá lên mong lại cho chị mới. Mẹ mới lấy cho mình. Mẹ mới lấy cho mình. Mới báo mời luôn. Trời ơi. Báo mời nha chị Sóng Thư ơi. Trời ơi, mẫu này nha mọi người ơi. Form rất là bùi luôn, lắm nữa đeo mặc được form bấm bớ này. 55 đến 6 mét kia. Lấy ạ. Đẹp mà, chị mới chị nha. Lấy mẫu này lấy cho mẹ chị bùi nha các đôi. Bùi này, bùi. Đấy nha chị. Chị Yên Phương ơi. Nè. Giá luôn một lớp nhé, giá luôn mỏng. Để em mặc lại cho chị xem hả? Lấy mẫu này lấy cho mẹ chị bùi cái vừa rồi cho mẹ. Ừ. Mù mình cái như đứa mà điêu. Nhỏ hơn. Đi được sướng lắm. Ta nói ốm cái kia đấy là thôi khỏi đoàn đi. Chúng ta không nói nữa. Đây giá lôn mỏng 99.8 này. Lấy mấy cái giá lôn nữ đi chỉ cỡ 45 kìa. Giá lôn nữ gọi mấy cái bên á. Mà rồi đẹp quá. 99.8 chuyển cho mẹ sửa 99. Mới cho má đi con ơi. 99.8 lấy cho mẹ sửa 99. Giá lôn nhá mọi người, giá lôn mỏng này. Kiểu vẹt này. Em lại đây nè, không lại được gì với cái kế của em tới túa rồi nè. Lấy màu này 45 kìa nha. Không phải cái này gái ơi hả? Không phải hả? Rồi cái nào ta ơi? Em đâu có biết đâu. Giá lần mỏng nha mọi người ơi, siêu đẹp đi nhá. Rồi để em lên vòng vòng, em vòng thêm vòng nữa. Ok, cho mà đi. Mà chụp mất rồi chứ cho mà đi. Chị Nguyễn Văn vui. Chị Nguyễn Văn vui. Đó, đây mỏng. Rất là đẹp đi nha chị ơi. Mà chụp rồi, chụp cho chị Nguyễn Sóng Thứ rồi mới mà. Cả để chị thấy không ai chụp cơ. Rồi để em vòng lại vòng nữa nha chị Nguyễn Văn. Em vòng lại đây, em vòng nữa nhá. 57 cân mà cá mẹ 6 hơn, à mẹ 62 á. Chứ còn là cái nữa, cá mẹ 6 mà mẹ 88 nó rồi thì chết nha chị ơi. Chết nha chị Nguyễn Sóng Thư ấy. À, Nguyễn Văn Vui ơi, cái đó phải cáo á. 57 cân chị cáo mà mẹ 65 là chuẩn. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, này rồi đẹp chứ. 6 mấy kia, rất là đẹp lắm, sáng chảnh chứ. Đây, mua cho ba nha mọi người ơi, ba nhá. Nhà mỏng, giá lồn mỏng 57 cân mà chị cáo mà mẹ 65 mới vừa. Rồi màu này nha mọi người, chuẩn cho mẹ chữ 3. Báo mở luôn này. Màu này là màu gì xíu, mình nói màu gì đó. Màu kem sinh bé mà phá sinh. Không biết luôn á. Đẹp quá. Nói chung nó rất là mới. Em không biết diệt, nhưng mà kiểu kỳ phóng gia lô nói như thế này đó nè. Nên em mà nói đó, chứ con này em không biết. Nhưng thực chất ra là rất là đẹp luôn. Lấy màu này lên cho mẹ chữ 3 nha mọi người ơi, 3 nhé. Mang giá lộn này là mùa đóng không lần. Sao nhảy tróc tróc hết chứ. Sơn chi giờ nguồn gửi. 960 ngàn có tươi đó người ơi. Trời ơi. Ừ. Mọi người thấy tép mang giá không? Nghe không? 99 ngàn. Ok chị. Rồi lấy một sữa phẩm nha mọi người. Lấy một sữa phẩm hàng hiệu nhé. Để nên là giấy kẹo này. Giấy kẹo này đi đường thì áo cũng đẹp luôn này. Cũng là sai lớn nữa nhá. Cái này không mở không lấy tiền nhá. Không mở không lấy tiền này. Trời đẹp quá. Đây mẫu này nhá mọi người ơi, 65kg. Trời ơi mới lắm. Trời giúp mẹ chị mới. Lấy mẫu này 65kg lấy giúp mẹ chị mới. Mới 65kg nhá. Mới 65kg. Xuất sắc. Lấy giúp mẹ chị mới nhá mọi người ơi. Em sẽ trưng tí chạy cho khách này nó mới kinh khủng luôn. Còn lại không ai lại cho em đem đi bóp đem đi cho bố em mặc quá. Hả? Bóp hai bên lại xí. Em là giá lùn là mới kinh phiêu nhá. Nên chỉ cần bỏ ra 200 ngàn bóp. Nhưng giá lùn là bóp khó. Thôi chốt cái này cho ba mèo. Mới tin luôn. Rồi lấy một màu này nhá khách ơi, lấy một màu giá lùn này. Trời ơi, giá lùn nám siêu phẩm. Giá lùn nám siêu phẩm. Em tải cho mọi người xem là mới như thế nào nhá.
Rồi xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa khách ơi? Đấy. Trời ơi, mẫu này nha mọi người phải 70 ký. Bảo nhân kính với em thì mới đó phải 65. Cao cao thì 70 ký. Rồi cái này nha mọi người 70 ký. À, anh nào đố vai đố thì 75 ký cũng được. Đây. 70 ký nha mọi người ơi, là chuẩn hơn cái 70 ký, cái bụng nó to lên này nha. Trời ơi, một cái màu giá luôn nám ăn nhiều chỗ giúp em chị hiểu. Hiểu nhất khách ơi, nó mới tính luôn nhá. Chỉ là có điều nó là phóng nám nó to thôi nhưng ba mới. Đây, ai lấy màu này nha mọi người. Đây. Đẹp quá. Ừ, đẹp ha. Rất sắc này. Hả? Hả? Lỗi đâu? Ồ, cái này bị lỗi rồi này. Cái này bị lỗi rồi nha mọi người. Xéo màu này 50k. Không, nó mới nên mà bị lỗi. Không, anh Nguyễn Văn Vui ơi, cái này bị lỗi một xí ở đây này, này. Bị lỗi đây này này. Xéo 50k lấy thì lấy cho mẹ ok 50k nhé. Kiểu giống như họ hút thuốc hay gì á. Đây. Bên nó rất là đen, tên nó rất là đẹp luôn, mới tinh lắm. 50k. 50k lên cho mèo 50k. Đó, em chỉ cái đường lụa nhá, thôi về đường này. Ơ thì có nó bán cái hàng lụa nhá. Lụa nhưng mà nó đẹp nên phải bán chứ con này mấy cái kia không được em bỏ đi từ thiện hết nhá. Ok, 50k thôi, nhìn hàng và cảm nhìn nó sáng cực kỳ luôn. 50k giống như trò quá. Lấy nghĩ xong lấy em cái chân mua cái tiền tiền khó mày chạy ra đồ nó chạy ra đồ lại hả bao nhiêu cái mặt mưa giờ dạ, thính minh em chuẩn mất rồi rồi lấy một màu giá lồn này, giá lồn này bộ hay thích làm này, toàn giá lồn nám không à, mau nha mọi người, mau nấu đen nhá, mau nấu đen đây màu đen nha mọi người, 60 này, 60 đến 67 ký, 60 đến 67 ký, giá luôn nhé mọi người, đấy siêu đẹp luôn nhá, trong có cái bọc cho bỏ vị này, cho mọi người bỏ vị này, siêu phẩm nhá, đẹp quá, chỉnh mấy chỉnh ra để em xem có chi tiết lỗi lầm nào không, bạn chụp cho mẹ số 99, chỉnh mấy chỉnh ra lấy cho mẹ số 99, số 99 đẹp quá, số 99, em bán chỉnh mau đi cậu, thấy cái mau mua còn đẹp hết á. Đấy, chị hỏi cái kia, mèo không trả lời chị à. Cái nào chị ơi, chị Uyên Phương kia, chị hỏi cái nào là em lồn xồn được luôn á. Em không biết chị hỏi cái nào luôn á. Lấy màu này lấy cho mèo số 99, 99 nhất hết đấy, 99. Đẹp quá. 99. 99. Có 78 cân. 78 cân em Việt lấy cái đi lập nè. Sao XL được á? Viên Việt Cám á? Cái mà em trả lời rồi, cái mới đó, cái mà mới em trả lời mà chị không nghe thì có rồi. Nguyễn Phương ơi lại, Nguyễn Phương ơi, đêm nay chị bị chi nữa. Bài mới tạm thêm cái nữa, cái em chụp đi em vẫn chết. Cái mới á, cái mà mới đó. Rồi đấy nhá, khách đầu trời ơi, mẫu này 50kg đổ lại mặt đẹp của nữ này. 46 đến 50kg nhá. Sao hỡi vậy? Rồi đẹp quá. Lấy mẫu này nha mọi người ơi, chủ giúp mèo 50, 99k. 50, 99k. 50, 99k. Con da gì mặc? Chắc không đâu, vì mau nữa mau mau bé kém á. Mau bé kém nhé. 50kg này, số 50, 99k, phóng nữ, siêu đẹp. 99k cho khách nhé. Cái của bé sờ lớn tuổi không? Ờ à. Sờ lớn với không? Ừ. Tao nói mày nói ống mệt nè. Ống mệt mắc, ứng thích mắc mày cái này lắm. Rồi màu đây nha mọi người ơi, trời ơi đẹp xuất sắc lắm. Mà nó chữ cho Yến Hoa có miệng đó, dì Yến Phương ơi. Rồi màu đen nha mọi người. Màu đen siêu phẩm. Sao vậy? Ngắm hả? Màu đen siêu đẹp luôn. Nhưng mà màu đen nha mọi người phải 75kg nhá, 75kg. Chữ giúp mèo số 75.
75, ký số 75. Cái mẫu bài sửa lẫn tôi không? Mang lại cái đó. Cho chị xem lại cái mà mới, cái mà mới chỗ cho ấy non có mịn ra. Nhớ cách ơi. 75 này, 75. Nếu em lại dưới quá thì sao lại giống như 75. Em không nói ra được luôn á. Mà em sẽ phục thù khách hại đời đấy. Rồi lấy một màn xinh đéo nhé các em, lấy một màn xinh đéo này. Xinh đéo ăn nhiều nhé, có bóc ở dưới này, xinh đéo ăn nhiều có bóc ở dưới nhé. Sái 100. Rồi. Rồi xinh đéo nhé mọi người, bạn cho mọi người mẫu này nhé. Ôi đẹp quá. Bạn cho mọi người mẫu này nhé mọi người ơi. Đấy, siêu đẹp luôn nhé. Nám này, nám này. Đấy, 70 cá chữ giúp mẹ chị nám. Chị vừa làm vừa xem nên không có kêu này. Đúng rồi, hèn gì. Em nói chị Nguyễn Phương cái mà mới rồi. Chị Nguyễn Phương này ra luôn này. Chị chẳng để ý luôn ạ. À. Lấy mẫu này lấy cho mẹ nám. Chị đó. 70 cá. Rồi lấy một mẫu nữ nha mọi người, lấy một mẫu nữ này. Ủa giờ này con làm nữa là chị Nguyễn Phương. Thế vậy? Chồng mày tao đâu có biết. Chồng mày như chồng tao đó ha. Con điên này. Rồi 50kg đổ lại mặt đẹp. Cái này đi xe phải ba nữa nhá. Chủ giúp mẹ nha mọi người. 99 cá này chủ giúp mẹ nữ. Chủ giúp mẹ chủ nữ 50kg. Hôm nay anh giúp đỡ là dữ lắm nè. Lấy mẫu này nha các ơi. Trời ơi, lái như đường dao lưỡi dao tới cho khách trước. Đây. Nữ nha các ơi, nữ, nữ phong mới đẹp ha. Chị thích phong như này đi xe. Nữ. Nã, nã. Nữ chị Yến Phương. Thôi, nhìn sáng dạo giao luôn mà chị mới chỉnh nha. Hua. Em rất là buồn. Chị Yến Phương ơi. À, là cái này chị Nguyễn Phương hỏi đó hả? Đấy, cái này này, em đâu có biết. Em đâu có biết đâu mà. Rồi mẫu này nhé các đôi, mẫu này này. Rồi, em nào con trai mặc siêu mùi luôn nhá. Hả chị đó mẫu điên, mẫu à. Má ơi. Chắc chết rồi má ơi. Không bán được. Không ai xem luôn á. Rồi mẫu này nha các đời. Siêu phẩm nám nha mọi người ơi. Bạn nha mọi người mẫu này này. Đấy. Cái lóng nó mau như thế này nha. Về đừng nói là dơ nhá. Đấy. Má lai xong rồi hả? Mẫu này nha mọi người. 65kg này. 65kg cao cao thì 70kg được này. Tôi cái này cái lắm mèo ơi. Con trai chị mấy cân? Cái này phóng rất là bùi bùi luôn. Con trai chị Phương lẻ này. Em bán cho con trai chị Phương 70 ngàn. 70 ngàn. Bán như chó, hôm nay bán như chó là có em bằng cái gì đó. Đủ để lấy tiền xe về thôi. Con lái có gì chân hết. 70k. Rất là bùi luôn. Cái này đi áo tô, mô tô bay. Để em coi. Lần lần lấy thì mọi người mua bảo hiểm đó. Lần lần mua bảo hiểm đấy. Chơi luôn. Bài mấy cá đang khánh chỗ ta. Bài mấy cá. Bài mấy cá. Nó còn tàn tàn đấy nhá chị ơi. Với cỏ phá giá này. Nó còn tàn tàn á. Đấy. Giá này là giá thật đó chị. Giá này là giá thật. Đấy. Bài mấy cá thì gì? Theo cái tiền bài của mình em sẽ theo lại là được. Chị lấy ngang chỗ cho người sáu này. Vui không? Mọi người thấy vui không? Ui chú chú. Sai ta lơ. Trời ơi. Nó rụt xuống này. Kể đến đi nó bị rồi này. Em xem.
Khoan khoan khoan. Giá trước cổ bị bể đấy nhé các đây. Giá sau cổ bị bể nhá. Giá sau cổ bị bể, em nhắc lại giá sau cổ bị bể. Ồ nhưng cái tay nó đẹp kinh á. Thôi hủy nhá. Hủy nhá các đây. Hủy đi. Dọc quá. Em đau đầu lắm. Đừng vì một cái áo mà nó rồi chị đấy em. Em mệt lắm. Hủy đấy nhá chị ơi. Ý là giá tái với giá rô hai với giá này rất là đẹp. Nhưng mà cái giá sau cổ lại bị bệ. Rồi mẫu này đẹp quá nhá các đây. Mua cho mẹ này. Con chọt mua rồi mua cho mẹ này. Mẫu này này. Mua mẹ mua ba như đây này. Rất là mới luôn, màu đen xíu mới. 99k. Đây 99k. 53 này 55, 52 này 55 ký độ lại mắt đẹp. Alo, gì vậy nè? Có giá nam, chị Thính Vinh ơi, có giá lồn nam nhé chị ơi, mai chưa có giá lồn nam đấy. Lấy màu này chủ giúp mẹ số 99, 99. Mua cho mẹ trong mẹ đôi chứ nha khách ơi. Trời ơi đẹp quá. Cả trắng bé chủ cho ba, ba mẹ em rồi. Chị Hình Lê để cho chị Hình Lê á. Rồi thì bạn cho chị Hình Lê 50k nữa nha, 50k này. Về chị Hình Lê từ nữa nhá. Em đã nói là 6 cổ bì nữa hí. Đó, bạn nhớ chị Hình lên 50k. 50k về á, lấy công em là thiệt. Ca xích cái phần giá bể sau này đi. Ca xích cái phần giá bể sau đó đi nha chị ơi. Và mặc áo tu sang trần 50k. Rồi, bạn nhớ để để làm gì á. Gì dạ, alo alo gì dạ. 99k. 99k. Kiếm 85k nữa. Đợi em một chút. Ok chị Hình lên. Trời ơi form rất là đẹp lắm mà. Chắc lồn á. Về mất có một chút mình làm mới cho nó chút. Sái 77 nhé các đôi. Sái 77 rợp lóng này. Siêu đẹp. Trời ơi đẹp quá. Ơ thế không bạn cho chị à. Để cho bà em á. Tài nói rồi chứ mua một cái giá lồn em là thiệt xỉ, à, xỉ. Em mua về là 180 giá em bạn 99. Tha thôi em đem đi ra ngoài em bỏ 2-300 ngàn để cho bà cho rồi. Trời nhà chị Hình Lê ok chị. Em để cho bà em cho rồi. Thiệt buồn luôn. Em đem ra ngoài bỏ 2-300 ngàn chứ đó em để cho bà em mặc hát. Rồi mẫu này nhá khách ơi. Đấy siêu đẹp rất này. Mẫu này 60kg. 60kg phong nữ nhá. Trời giúp mèo nữ 60. Chị nào to to 60-65kg này. Trời ơi 60-65kg này. Đây nữ nhá mọi người ơi. Của nữ nhá. Ok chị. Ok luôn nha chị ơi. Tại mấy người bên kia đang ngọt nó hò toan to. À cái này để cho bán luôn. Yêu thương gửi ả khoác lén bữa trước luôn nhé màu xám. Chiên lết kìa. Mãi là bên em điền đơn nhá chị ơi. Chị em có nhớ có chị có ba lưu đơn là có lưu đơn nhá. Rồi mẫu này của nữ nhá. Mẫu này của nữ 55kg đổ lại mặc đẹp nhá. 55kg này da lồn này. Trời ơi 55-57kg. Chuyển giúp mẹ số 57. 99k mới mắc. Lấy mẫu này lấy giúp mẹ số 57. 57. Trời ơi hôm nay nhá. Vui lắm. Rất là vui luôn. 57. 99k. 57 đẹp quá. À mọi người đi chỗ cho chị ơi chứ. Huyền bí lên nhé. Huyền bí này. Em ghi huyền bí này. 207. Ship vô Huế chắc 20-30. Huyền mi. Ừ huyền mi. Rồi em lấy vai mẫu siêu phẩm dài nhé các. Lấy một siêu phẩm dài lần nhé mọi người ơi. Size S dài lần. Em lái chơi chơi luôn. Đêm nay xem mèo lái là đêm chỉ kiến trình nhất luôn á. Tại không lo có đồ hàm vũ nó. Trời ơi. Rồi siêu phẩm dài nhé mọi người. Dài lần siêu phẩm hàng tuyệt phẩm nhá. Mẫu này size S này. Nhưng theo em thì size mơ mặc cũng đẹp. Xịn Sài Gòn nhiều hàng mèo. Tắc à, xỉn Sài Gòn á, 20-30, à quên, 30-40 hay siêu ha? Sài Gòn á, à. Một cái áo. Chị Nguyễn Thị Vũ này 2k, một cái chị 1 cái 50-60
tầm cỡ đó thế chị ơi, 35 ngàn, 40 ngàn gì á em cũng biết. Dạ, giá nam giới kẹo à. Còn ta. Rồi mẫu này siêu phẩm, để em lại xong một cái đây này. Rồi đẹp quá. Tầm khoảng 40 ngàn chị cứ chuẩn bị tinh thần lên chứng đó. Rồi mẫu này nha các bạn, trời đẹp quá. Mẫu này siêu phẩm của mấy mèo nhá, siêu phẩm dài lên này, xuất sắc luôn. Và mua rồi nha. Này ha, siêu phẩm dài này, đẹp chứ, xuất sắc chứ. Tuyệt phẩm nha mọi người ơi. Trời ơi, tuyệt đỉnh nhá. Bán cho mọi người mẫu này ha, siêu phẩm này. Ha, siêu phẩm 2 bọc túi nhá. 62 cân không vừa nha chị ơi. Rồi mẫu này siêu phẩm nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Một cái dài lên này nha mọi người, bán cho mọi người 300k. Thôi 299 cá chuyển cho mèo 299. 299. Được chưa? 299 cá chuyển cho mèo 299. Chị lại ủa nghe không hợp vũ mọi người ơi. Cái này đẹp lắm. Để em lại dòng cho các chị vui nha. Rồi lấy một phá siêu phẩm. Rồi một pháo nam siêu phẩm nhá. Hai chị gì bán đấy mai. Trời ơi. Đẹp quá. Pháo nam siêu phẩm nhá mọi người, đẹp xuất sắc luôn này. Quả đẹp nữa nha, mẫu này 65kg đổ lại mặt đẹp. 65kg chú chà mới vòng 6 được, cái này đẹp lắm. Đẹp và mới tính luôn. Chị phóng lỗ 6 này. Rồi xuất sắc luôn nha mọi người. À da mơ lại. À da ý là da là thích. Rồi mẫu này nam siêu phẩm 65kg. 65kg nha mọi người ơi. Đấy, cao cao thì chiêu cao hơn nữa nhá. Ai lấy mẫu này nha mọi người ơi. Bán cho mọi người mẫu nam siêu đẹp này này. Giá 200k. Lấy mẫu này lên cho mèo 200. 200k. Lên cho mèo 200. Đấy 200k lên cho mèo 200 ảo nám nha mọi người ơi. Cao cao thì 65kg nhá. Nam hiều. Nam hiều nhá khách ơi. Rồi 200k nha mọi người ơi. Của chị Uyên Phương. Đẹp quá. Rồi em xin cho. Rồi lấy một mẫu siêu phẩm nha mọi người ơi. Lấy một mẫu siêu phẩm dài một lớp nhá. Này dài một lớp hai màu này. Mà kiểu này là kiểu rất là độc luôn. Kiểu phóng thể tháo giấy kẹo nhá. Mẫu phóng thể tháo giấy kẹo này. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, 55kg đổ lại mặt đẹp, cái này mà có gì chứ đó. 55kg nha mọi người ơi, siêu phẩm dài một lớp nhá. Cá 1m72, 7m, vừa nha chị ơi, cá 1m72 đâu mất. Trời ơi, giọng người mẫu quá. Bán nha mọi người mẫu này nha mọi người ơi, siêu phẩm này dài một lớp. Đấy, em đã buôn là em bán tao lá bị đá 200k, chuyển cho mèo dài ép. Dài ép nha mọi người ơi, dài ép, dài 200k, phóng giấy kẹo nhá. Rất là đẹp luôn, chị nào bẻ bẻ cái là mặc phóng áo tôi đẹp luôn này, có mũ nhất. Lấy mẫu này 200k lên cho mèo chữ già ép. Già ép nhá khách ơi, già ép. Già ép cho chị Nguyễn Văn Vui, rất là đẹp luôn. Rồi lên một màu dài vậy nhé mọi người. Màu dài vậy siêu phẩm nhá. Màu dài vậy siêu phẩm. Nó có con dài mà mẫu nuôi to nhưng ở vai lại nhỏ. Ồ vậy hả? Đang chị Uyên Phương về mà con cáo Việt Nam ta ơi. Mai Uyên Phương. Mẫu nuôi to nhưng vai lại nhỏ. Rồi mẫu này nhé các ơi, một màu dài vậy siêu phẩm nhá. Một màu dài vậy này, một màu dài vậy nhé các ơi, mẫu này nhá. 52kg đổ lại mặt đẹp, 52kg nhá. Bán nhá mọi người mẫu này 130. Ai lấy mẫu này chuẩn cho mèo 130. 130 nhá khách ơi. Dạ vậy nhá. Lấy mẫu này 100. Dạ này chúng là dạ mộng. Lấy mẫu này chuẩn cho mèo 130. 130 thiếu. 130 nhá khách ơi, 130. 130. Có phao nam 130. Một ba mươi chị bán. Chị bán đi mai. Hello bé Nguyễn. Bé Nguyễn ơi, đêm nay không kiếm được cơm.
Rồi mẫu này nhá, cái đó một mẫu nam. Một mẫu nam siêu hot luôn. Còn nữ nào chị nào mặc hơi bụi bụi thì mặc cũng được luôn. Bán cho mọi người mẫu này 180 này. Đấy, mẫu này nha mọi người ơi. 55kg đổ lại mặc đẹp 180, 52. Lấy mẫu này cho giùm em 180. 180 pháo nha mọi người ơi, 180. Một là 180. 180 cái nhá. Lấy giùm em 180. Hôm trước chỗ thiệu của chị mua vẹt đen tay kiếm xa ứng quả mà lại lạc mất. Ủa? Chứ mà cái vẹt đen tay kiếm xa hăng nữa mà. Kiếm xa là đi hết đâu có hàng nào để lại đâu. Vẹt đen mau đen mà hai tay kiếm xa thế. Thôi chỗ cho chị lý giá ta. Em cũng nhớ cái vẹt đen đó. Hôm nay ăn mì tôm. Hôm nay ăn mì tôm. Đấy. Mì tôm, không có cơm nên ăn cơm. Không có cơm, mang mì tôm. Đó hả? Không, vẹt má. À, vẹt má. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, trời ơi pháo. Pháo siêu đẹp nha mọi người, pháo này nha, phải là 65-70kg. Bỏ quá. 150, chụp cho mèo 150. 150. Bỏ đi cho chị bán cái máy nha. 150, 150 nhá, các đôi 150. Nếu em kiếm ra tỏ thì em bỏ lên chị. Như chị 130. Cái giá là 130. Rồi để em đi xin nhà chứa phẩm cho khách. Xăng. Hả? Đi xăng. Em là đi xăng. Đi xăng nhà. Ôi ơi, đau quá. Một giờ siêu lại nhá, em chuẩn bị nghỉ rồi nhá, khách ơi, em like chập em chán quá. Một giờ phóng ngắn rồi, già su nhá mọi người, già su phóng ngắn mà. Cái này là thảo được cổ lóng nhá. Đâu rồi? Đây. Màu đây nhá mọi người ơi, vừa đi size 99k, chuẩn giúp mail 99. Rồi kết thúc like nhá. Em bán đi là xong rồi đó. Để đến mai em 8 giờ em like nhá. Này cổ này có thể thảo được lóng nhá, lóng cổ này thảo được nhá. Đây 99k này, trời ơi phóng nhiệt thương cực kỳ luôn. Đấy, rụt lại được nhá. 99k. Chị thương không? Chị nào bệnh beo mặc mấy cái này đẹp này. Free size nhá, mẫu này free size 99k. Thảo được mù lóng. Lấy như meo số 99. Lấy như meo số 99 nhá. 99 nhá khách ơi. Mãi nha chị ơi, đêm nay em chạm lại lắm. Đúng rồi chị ơi. Bye bye cả nhà nhé. Chị đi bán đi mai. Dễ thương quá. Bye bye. See you again. Bye bye ạ. À.